Những ai đang cần thuốc điều trị COVID xin đến giáo xứ thị nghè. Dạ vâng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mới đây chúng con đưa tin về việc giáo xứ thị nghè phát gạo, muối, nước mắm và mọi thứ nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Và hôm nay thật sự xúc động cho vị cha sở kính yêu của giáo xứ này. Cha thông báo như sau. Giáo xứ thị nghè thông báo đến những ai hiện đang F0 cách ly tại nhà mà chưa có thuốc để điều trị, xin liên hệ cha sở Phêrô Nguyễn Thanh Tùng, số điện thoại 0909 142 162 để được hỗ trợ. Chúng con xin nhắc lại, giáo xứ thị nghè thông báo đến những ai hiện đang F0 cách ly tại nhà mà chưa có thuốc để điều trị, xin liên hệ cha sở Phêrô Nguyễn Thanh Tùng, số điện thoại 0909 142 162 để được hỗ trợ. Một lần nữa, chúng con nhắc lại số điện thoại của cha sở Phêrô 0909 142 162 và nội dung này chúng con để lại dưới phần bình luận video nhé. Xin quý ông bà và anh chị em chia sẻ video cho mọi người cùng biết. Cảm động cho tấm lòng của giáo xứ thị nghè Sài Gòn, nhóm Đền Thập Tự chúng con mến chào quý ông bà và anh chị em. Trên trang Facebook giáo xứ thị nghè có một thông báo mà chúng con ai cũng thích đọc, và khi đọc xong sẽ rất xúc động bởi tấm lòng mến Chúa yêu người, đặc biệt trong cơn đại dịch này. Nội dung thông báo như sau. Giáo xứ xin thông báo, với tình trạng dịch bệnh kéo dài, gia đình nào trong giáo xứ hết gạo, muối, nước mắm, ưu tiên rất hết cho người trong khu vực giáo xứ thị nghè, không phân biệt lương giáo, xin liên hệ với số điện thoại của cha sở 0909 142162 hoặc số của chị Tố Lan 0966 859114. Xin mẫu gia đình lá vừa đủ cho gia đình mình dùng để chia sẻ cho những gia đình khác, xin cảm ơn. Chúng con xin nhắc lại, ưu tiên trước hết cho người trong khu vực giáo xứ thị nghè, không phân biệt lương giáo. Xin liên hệ với số điện thoại của cha sở 0909 142162 hạt số của chị Tố Lan 0966 859114. Mong mọi người chia sẻ video cho nhiều người cùng biết.